Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chữa bệnh ung thư. Thì bây giờ ông ơi, con nói cho ông nghe, ông bị ung thư đến giai đoạn này là giai đoạn coi như là cuối rồi, thời kỳ cuối, ông cũng như biết rồi phải không nào? Dĩ nhiên đối với Chúa không có việc gì mà Chúa không làm được. Ông có tin điều đó không? Tin. Ông có xác tín điều đó không? Nhưng với điều kiện ông phải khước từ tội lỗi thì với Chúa không có việc gì Chúa không làm được. Cha lấy một cái đoạn tin mừng ra để rồi ông tin liền. Gia đình của Martha Maria có một người em là ai? Lazaro. Thế nè, khi mà Lazaro mà chết thì các tông đồ báo với Chúa rằng: thưa thầy, Lazaro đã chết rồi. Thì Chúa mới nói là không, Lazaro nó ngủ đó, không có chết đâu. Thế thì các tông đồ nói: thầy ơi, Lazaro chết rồi, ông bảo đảm với thầy là chết rồi. Thế thì Chúa mới dẫn các tông đồ lại nhà của Martha. Thì khi lại đó thì Lazaro đã chết ở trong mộ, nằm ở trong mộ 14 ngày, xác cuối rồi. Chúa Giêsu gặp Martha và Maria thì hai chị em sắp Chúa: phải chi có thầy ở đây thì em con đâu có chết. Mọi người có nhớ bài tin mừng này không? Phải chi có thầy ở đây thì em con đâu có chết. Chúa Giêsu nói không, Lazaro nó ngủ đó chứ nó không có chết. Rồi sau đó Chúa mới bảo Lazaro phải đứng dậy đi ra. Thì Lazaro đứng lên đi ra, tức là Chúa cho Lazaro sống lại. Sau đó Chúa khóc. Chúa cho Lazaro sống lại, sau đó Chúa khóc. Vậy thì trong giáo hội Công giáo mình có một cái câu: lạy Chúa, xin Chúa hãy lau sạch nước mắt chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Vậy thì Chúa có khóc Lazaro chết không? Không. Lazaro với Chúa đâu có gì Chúa phải khóc. Lazaro chết như thế ở trần gian này là hàng ngàn người như vậy, hàng tỷ người như vậy, Chúa đâu khóc. Mà tại sao Chúa khóc anh Lazaro chết? Vậy cái khóc đó là khóc chỗ nào? Thưa, cái chỗ Chúa khóc là vì các tông đồ không tin Chúa. Khi mà các tông đồ báo cho Chúa biết rằng: thưa thầy, thằng Lazaro nó chết rồi. Chúa nói không, nó sống chứ chết rồi nào. Nhưng mà các tông đồ không tin lời nói của Chúa. Các tông đồ nó chết rồi, thầy không tin, còn dẫn thầy lại, thầy thấy nó chết. Chúa trò sống lại. Thế thì Chúa khóc Lazaro ở chỗ là gì? Chúa nói với các tông đồ rằng Lazaro nó sống mà con không tin, không tin thầy, cho nên thầy khóc là gì? Các tông đồ thiếu niềm tin. Chứ không phải là Chúa khóc vì Lazaro chết. Trên đời này hàng vạn người chết mà, chẳng lẽ Chúa khóc từng người một? Chúa đã dạy dỗ hết rồi, Chúa không còn khóc nữa. Thế thì Martha trách Chúa: phải chỉ có thầy đây thì em con cũng chết. Nhưng mà đã có thầy thì dù em con chết, thầy cũng cho sống lại. Đó là niềm tin. Chúa muốn dạy cho Martha, cho các tông đồ về niềm tin. Khi có thầy thì thầy muốn điều đó, thì điều đó sẽ được ứng nghiệm. Thầy muốn Lazaro sống lại và Lazaro sẽ sống lại. Vậy Chúa khóc ở chỗ là vì các tông đồ không tin lời Chúa. Thầy nói cho các con biết là Lazaro ngủ chứ không chết. Thì đó nè, Chúa nó ngủ mình tin ngủ, mà các tông đồ không tin. Chúa lại cho bảo Lazaro thức dậy. Lazaro có thức không? Thức dậy. Vậy trở lại cái bệnh hôm nay, giờ đây ông chỉ còn tin vào lòng thương xót của Chúa nha. Ông chỉ còn tin vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng để niềm tin đó được ứng nghiệm thì bắt đầu từ hôm nay ông phải dứt khoát chí tội. Vậy dứt khoát chí tội là dứt khoát chỗ nào? Dứt khoát chí tội là từ nay con không phạm tội nữa. Vậy ông lớn tuổi rồi, ông làm gì phạm tội đấy, phải không? Ông không có chửi thề, ông không nói tục,
Thế nên ông không có là làm trộm cắp tham lam hay là dối gian, vậy tội chỗ nào? Chỗ đó mới là chỗ tội. Làm sao mà ông hiểu được ngay cái chỗ đó thì Chúa sẽ cho ông phục sinh. Hồi nãy cha nói với ông là từ nay ông tránh xa tội thì Chúa sẽ chúc phúc cho ông để được sống tiếp. Nhưng mà ông nói thưa cha, con già rồi, con làm gì đến tội, con không chửi ai, con không trách ai, con không phiền ai, vậy con tội ở chỗ nào? Hả nè, làm sao hiểu được ngay cái chỗ đó là chỗ tội đó? Vậy chỗ đó là chỗ nào? Thưa, cái chỗ đó là giờ đây ông phải tha thứ cho tất cả mọi loài gọi là tạo vật của Chúa. Tức là giờ đây ông phải ăn năn sám hối trước Chúa rằng lại Chúa 78 năm qua con không hề biết Chúa dạy con ăn cây cỏ mang hạt giống, để rồi ngày hôm nay con phải mang những cái di chứng như vậy. Đó là cái nợ máu mà con phải đền. Vậy cái mà ông phạm tội đó là ông sát hại tạo vật của Chúa. Mọi người có công nhận con người là loài thọ tạo của Chúa không? Động vật là thọ tạo của Chúa, cây cỏ là thọ tạo của Chúa. Vậy 78 năm qua ông toàn bộ là ông sát hại các loài thọ tạo của Chúa. Mà quả thật ông không biết, ông không hiểu, cho nên ngày hôm nay ông mới nhận được một cái bệnh như vậy. Thì quả thật xét theo lời Chúa thì không có gì lạ hết. Nhưng cái lạ ngay ở chỗ là cha nhắc ông rằng lại Chúa, ngày hôm nay con biết con bệnh ung thư gan như thế này, giai đoạn cuối rồi, vàng da hết rồi, và coi như con không còn được bao nhiêu ngày để sống. Ngày sống của con đếm giờ, đếm phút, đếm ngày. Nhưng con tin rằng Lazaro đã thúi ở trong mộ rồi mà Chúa còn kêu sống lại được, thì con chưa thúi mà, đúng không? Chúa sẽ kêu con sống lại được. Nhưng chỗ này là để Chúa kêu con sống lại, thì giờ đây con hứa với Chúa rằng con sẽ không ăn động vật, vì đó là tạo vật mà Chúa dựng nên để phục vụ cho con người, để trang trí cho vũ trụ, để phụng thờ Thiên Chúa. Mà con không hiểu, con là ăn nó, cho nên giờ đây con phải lãnh một cái án phạt như thế này. Đó là cái bệnh, cái đời nợ máu. Vậy cha chỉ nhắc ông một câu, kể từ hôm nay cho đến ngày ông mạnh khỏe, cho đến ngày ông trở về nhà, ông phải quyết lòng với tâm của mình rằng con sẽ không ăn động vật, con phải tha thứ cho các loài thọ tạo mà Chúa dựng nên. Thấy chưa? Con phải tha thứ cho các loài thọ tạo mà Chúa dựng nên. Thọ tạo đó là động vật, là cây cỏ, động vật để trang trí vũ trụ, làm đẹp cho con người. Chúng ta vô sở thú, chúng ta có kể con ngựa đi chụp hình không? Phải không? Con bò nó cày ruộng, con trâu nó đạp nước, con ngựa nó kéo xe chắc chắc, con bồ câu nó đưa thứ, rất là trung thành, con chó giữ nhà. Đây là những tạo vật mà Thiên Chúa dựng nên để làm đẹp cho vũ trụ, trang trí cho con người, phục vụ cho con người, phục vụ cho Thiên Chúa. Và nó có đường đi của nó, nó có sự sống, nó có đường đi của nó. Nhưng mình không biết nó, mình chặt đầu gởi lỏng, mình ăn 78 năm qua. Mà nghe chỗ này ông không hiểu, cho nên ông không hiểu, ông cũng phải đền cái nợ. Nhưng bắt đầu hôm nay ông hiểu, vì cái ông ăn động vật đó mà ông lãnh một cái quả như thế này, thì bắt đầu từ hôm nay ông phải hối hận những chuyện con đã làm mà con không biết. Xin Chúa tha tội cho con. Thì Lazaro đã nằm thúi trong mồ 4 ngày mà Chúa còn cho sống lại, thì ông đâu có đáng gì đâu. Nếu ông tin được điều này, Chúa sẽ cứu sống ông. Nếu ông tin điều này, Chúa sẽ cứu sống. Ông có tin được điều này không? Ông có nghe con nói rõ không? Nghe được từ tiếng không? Nghe được điều. Vậy con không nói nhiều về cái bệnh của ông, nhưng mà con chỉ nói rằng là ông đã ăn sai cái thức ăn mà Thượng Đế đã ban cho mình. Cái thức ăn là cây cỏ và hạt giống, là thức ăn nano,
mà mình đã không ăn thức ăn này, mình ăn sai thức ăn này, cho nên bây giờ mình phải lãnh cái hậu quả này. Vậy bắt đầu từ hôm nay ông phải tỉnh lại, ông phải hứa với lòng, ông phải hứa với Chúa, ông phải hứa với các loài động vật, ông không ăn thịt nó nữa. Thì cho dù ông có nằm 4 ngày trong mồ cũng vẫn kéo ông sống lại. Nhưng điều đó sống lại không còn thuộc vào niềm tin của ông. Ông nghe con nói rõ không? Bà là em, vợ, bà nghe nói rõ không? Tất cả những người con cháu của ông bắt đầu từ hôm nay phải trở về quê hương làm bác ấy cho ông. Đi đến nhà thờ gặp cha xứ, cha ơi, tất cả những cái tiền bạc của cải mà chồng con có, giờ đây con giao hết cho cha, xin cha làm bác ấy cho chồng con, được không? Được không? Giờ đây ông giữ tiền để làm chi? Phải không? Giờ đây cái tiền của bọn còn bao nhiêu, phải đưa về cho cha sở này hết, để cha đi làm bác ác cho ông. Còn ông vô đây chữa bệnh không có tốn tiền, không có tốn một xu nào hết. Vậy thì cho dù ông vô đây ông đi chữa bệnh có tốn tiền, thì cái phần tiền còn lại của ông cũng phải đi làm bác ác. Đó là lời dặn dò của cha. Nha. Tất cả mọi người phải cùng tạo phước dân, và tất cả bầy con cháu của ông muốn ông sống, muốn được Chúa chữa lành, phải về ăn chay hả mình, chứ không phải được ngang nhiên nữa. Ngày xưa thì mình sống một cách vô pháp vô thiên, mình muốn ăn con gì ăn, muốn chặt con gì chặt, muốn cởi con gì cởi, cái đó là mình vô pháp vô thiên. Sau khi đến nơi này rồi, cái nơi này là cái nơi phục sinh rất nhiều ca ung thư. Hiện nay là cha đã phục sinh được 8 ca ung thư. Hiện tại thì cha còn mười mấy ca ung thư sắp phục sinh để về. Vậy thì cái nơi này là nơi Chúa cho họ được phục sinh. Vậy thì cha là người có trách nhiệm để nhắc bệnh nhân phải làm cái gì để được Chúa phục sinh. Cha là người có trách nhiệm để nhắc cha xứ của ông này, để nhắc tất cả con cháu của ông này phải làm cái gì cho ông phục sinh. Tất cả cha xứ và con gái của ông làm cho ông được phục sinh, thì cuộc đời của chúng ta đã thành hiện, đã mỹ mãn. Nha. Phần của cha trị bệnh cho ông và ban nhiễm chẳng, thì cha và ban nhiễm chẳng không hề tiếc công, tiếc của, tiếc thời gian, tiếc sức lực. Nha. Cha và ban nhiễm chẳng tiền tối không tiếc chỗ này, và chữa bệnh trên tinh thần yêu thương và cho con, không lấy một xu một hào. Nhưng cái phần mà cha muốn với cái bệnh này, bản thân ông thì từ nay cho đến ngày khỏe mạnh, ông phải sám hối với lòng. Sau khi con khỏe rồi, con về con không ăn động vật được, con sẽ tha thứ cho các loài Chúa đã tạo thành. Ông nghe rõ không? Kể cả cha xứ và các con chị và các con cháu phải hy sinh hãm mình để cho người mạnh. Đó mới là cái tình của người cha với đứa con chim. Đó mới là cái tình của người vợ đối với chồng, người cháu đối với ông, người con đối với cha. Cha nói vậy làm được không? Hả? Tất cả cha xứ và mọi người phải ráng làm nha. Vì đây là cơ hội không dễ cho có. Có một chứ không có hai. Nha. Khi cha đưa con chiên này đến đây trị bệnh, thì điều đầu tiên cha mong mỏi là được hết bệnh. Phải không nào? Con cháu ông mong mỏi là được hết bệnh. Nhưng Chúa đã từng dạy các con đồ: thưa thầy, sau lần trước con đi trừ quỷ, con trừ được hết đơn, mà lần này con trừ không được. Chúa nói là sao? Hả? Đó, Chúa nói ăn chay là cầu cầu nguyện. Chúa nói cái thứ quỷ này nè, con phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được. Vậy hôm nay cha xứ và các thành viên trong này của cha đưa con chiên này đến đây trị bệnh. Bệnh này là một con quỷ. Không nè, cái bệnh là một con quỷ. Vậy
để chữa lành cho con chiên này thì chính cha xứ và các con chiên phải ăn chay và cầu. Điều này là điều cha nên làm. Phải không nào? Điều chết cha hết nên làm. Và ăn chay là ăn như thế nào? Là ăn cái thức ăn nano. Cái thức ăn nano là cây cỏ mà hạt giống thì nó là nước. À, về cái này thì sáng nay cha đã giảng cho cha xứ ở ngoài ngoài Quế nhiều lắm. Thì cha mong rằng mọi người sẽ đón nhận cái clip, đón đợi cái clip vừa rồi để nghe cái thức ăn nano. Còn ở đây cha cũng đủ thời gian để nói lại. Tức là cha đã nói hồi sáng rồi, thì cha và mọi người sẽ nghe được cái thức ăn nano là thức ăn gì nha. Cha chỉ mong rằng cha xứ và các con chiên phải cố gắng trừ cái loại bệnh này. Bệnh này là một cái loại bệnh khoa học, nó gọi là bệnh gì? Bệnh nan y. Nan y là không chữa được, hoặc là nó gọi là cái bệnh quái ác, bệnh quỷ quái gì đó mà chữa không được. Sáng nay hai đứa nhỏ nó ngồi nó khóc, nó ngồi trước cửa nhà nó khóc. Mình đi ngang hỏi sao con khóc vậy con? Ông Tố ơi, không biết cha con mắc cái bệnh quỷ quái gì mà chết rồi. Nó đâu biết bệnh ung thư, nó nhỏ xíu à. Cha nó ung thư chết, nó không biết bệnh ung thư. Hỏi bệnh gì con? Không biết cái bệnh quỷ quái gì đó mà cha nó chết. Thế gia họ không biết cái bệnh đó, họ cho là bệnh quái á. Phải nè, mấy đứa nhỏ nó gọi là bệnh quỷ quái gì cũng biết, hoặc là bệnh nan y. Còn đạo Phật là bệnh nghiệp, đạo Chúa là đền nợ. Vậy thì kể từ hôm nay cha xứ và các con chiên trở về nhà phải ăn chay và cầu để tránh cái bệnh quái quái nha. Còn bản thân ông ở đây được ăn chay rồi, bản thân ông ở đây phải ăn chay và ông chỉ còn đọc kinh suy niệm với Chúa. Lại Chúa, con là kẻ có tội, con không biết ăn động vật mà bị bệnh như thế nào, chứ nếu con biết con không bao giờ. Ông này, ông chỉ nói với Chúa như đó thôi, rồi tự động vì lòng thương xót của Chúa, Chúa muốn ông sống, Chúa sẽ làm cho ông sống bình thường nha. Mình tất cả là mình phải trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Cha đồng ý không? Tất cả trông cậy vào lòng thương xót, đó là cái nguyện vọng mà hôm nay tới đây chữa bệnh nha. Và hồi sáng này ông đến đây thì cha không nhận bệnh, nhưng mà trong lòng cha nghĩ rằng thế nào ông cũng được nhận. Thì cuối cùng cũng có cha xứ đến đây. Rõ ràng ngay qua chỗ này kết luận ông có một cái phước báo nào đó, cha xứ mới đến đây để bảo lãnh cho, để chữa lành cho. Vậy thì ngay qua chỗ này cũng khẳng định là ông đã có một phước báo rõ ràng. Vậy cái phần còn lại ông đã nghe lời cha đây, cha Tường đây, là phải ăn năn sám hối lại Chúa. Sau này con hết bệnh con về, con tha thứ cho mọi lời Chúa đã tạo ra, con không ăn thịt nó nữa Chúa ơi. Thì con ăn nó là con sai rồi. Mà sai ở chỗ nào thì cái clip mà cha nói hôm nay, cái bài giảng mà cha giảng cho cha ở miền Trung hôm nay, thì ngày mai ngày mốt cho lên mạng để coi chỗ nào là chỗ sai. Thì ở đây cha cũng đủ giờ nó nha. Mời quý vị là đề nghị cha sẽ nghe được cái lý đó để mình biết thức ăn nano và mình giúp cho con chiên của mình vượt qua những căn bệnh như vậy nha. Vì hiện nay ung thư các nước trên thế giới không chữa được. Tại sao không chữa được? Là bởi vì họ không nhận ra cái thức ăn nano. Họ không nhận ra thức ăn nano, họ chỉ nhận ra thức ăn mà động vật là thức ăn không nano. Cho nên cứ bám vào động vật mà ăn thì cuối cùng là nó động lại những cái chất tế bào rồi nó không giải thoát được, thì nó đầy trong người mình, nó thì nó không dư nha. Nó là như vậy. Cho nên cái clip mà ngày mai mốt cha đưa lên đó, thì cái clip đó khẳng định cho mọi người biết là thức ăn nano là thức ăn gì nha. Thì hôm nay ta chỉ nhấn mạnh chỗ là cha xứ và con chiên phải về ăn chay và cầu nguyện cho bệnh nhân của mình, cho con chiên của mình. Còn ông, bản thân ông phải sám hối từng giây từng phút. Thì đối với Chúa không có việc gì Chúa không làm được. Lazaro 4 ngày cứ quắc thu hình rồi mà Chúa còn kêu vậy mà được mà. Ông đây đâu có gì hết nè. Nhưng ông có tin được điều đó không? Tin. Bà có tin điều đó không? Vậy bắt đầu từ hôm nay về nhà
còn bao nhiêu của cải tài sản của ông phải đem bán hết dâng cho cha xứ để cha xứ làm bác gái được không? Thì ý cha nói là như vậy, thì mình coi lại có ông còn được bao nhiêu tài sản. Chúa nói với người thanh niên mà muốn đi theo Chúa là phải bán hết tài sản rồi đi theo đó, thì đó là cái đề nghị của cha nha. Còn bao nhiêu của cải của ông đưa cho cha xứ, cha ơi bố con đi vô trong cha từng chữa bệnh rồi, bây giờ không tốn tiền tốn bạc gì hết, thôi thì bố con còn bao nhiêu của cải này con giao hết cho cha, xin cha hãy làm phước cho bố con. Đó là cái lời của cha dặn dò như vậy nha, để tạo phước, để kéo dài sự sống cho đó là tất cả những người thân phải lo lắng. Ngoài ra còn lần chuỗi đọc kinh, còn những ăn cây cỏ làm dốc nha. Thì đó là những điều mà cha nhắc nhở vậy nha, xin nhắc với cha xứ và mọi người vậy ha.